Thế thì chỉ có cách duy nhất nhanh nhất đó là anh nhờ trưởng thôn lên cùng anh, cùng vợ anh, cùng trưởng thôn lên trạm y tế xã, hiểu không? Xong là bảo một phát là em xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, cầm theo cái khai sinh với cả cái này đi à, hiểu không? Để cho vợ em đi cấp cứu đã, vợ em bây giờ là rất mệt rồi. Khâm xin chào toàn thể cô bác anh chị tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Ngày hôm nay thì Khâm đồng hành cùng anh Hiệp, kênh Tam Giác Mạch và anh em trong team Tam Giác Mạch đi lên nhà anh Lúa. Thứ nhất là sẽ xem tình hình về giấy tờ thẻ bảo hiểm y tế cho vợ anh Lúa đi khám. Thứ hai là anh Lúa lại bé Say trên kênh của anh Hiệp cũng lên thăm người dì đã lâu không gặp ở đây. Thì ngày video ngày hôm nay mời quý cô bác và anh chị cùng đồng hành với Nắng Mai TV. Hello bạn Quyết nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Bạn Quyết đang ở ngoài này. Hiện tại là nhiều dí lắm đúng không? Không đang ở căn lều nhà anh Lúa đấy các bác. Anh Hiệp và anh em trong team Tam Giác Mạch thì hôm nay lại lên đây. Chào anh Hiệp nhá. Xin chào khán giả của kênh Nắng Mai TV. Chào anh. Chào bé Say nhá. Rồi gia đình anh Lúa. Đây các bác, hôm nay là cả anh Hiệp cùng bé Say là lên thăm người nhà. Người nhà lâu lắm không gặp ấy nhỉ. Say là gặp gì bao giờ chưa? Chưa. Chưa gặp bao giờ. Đấy các bác. Nhiều khi là anh em nhưng mà thực sự là cũng lại là những cái lần đầu gặp nhau trong một cái hoàn cảnh cũng rất là bất ngờ anh Hiệp nhỉ. Say được có mấy tuổi nhỉ, là mẹ đã bỏ đi rồi. 6 tuổi là mẹ bỏ đi rồi. Thì 6 tuổi là mẹ bỏ đi. 6 tuổi lớp 1 thì chưa biết gì đâu. Đúng rồi. Xong thì mẹ bỏ đi thì người nhà thì lại càng không biết. Bởi vì là mẹ bỏ đi rồi thì coi như những mối quan hệ với bên nhà ngoại thì gần như là không có. Đúng rồi. Cũng không qua lại nữa. Rồi bố cũng đi biệt tâm luôn. Xong là xa nữa nhỉ. Bởi vì xa nhà đấy. Say là Mỗi Duyện. Thế mẹ thì cách nhau nhìn xa. Nói chung là kiểu mỗi người lấy chồng một nơi đâm ra là loằng ngoằng. Vâng. Thế cho nên là hôm nay là mới gặp hội ngộ ở đây. Không gọi được anh Lúa thì thôi. Anh Tỏa. Anh Tỏa đấy, không gọi được thì thôi. Này các bác thấy là vợ của anh Lúa thì vẫn rất là ốm yếu. Trong cái quãng thời gian vừa rồi thì cái trục trặc cái thẻ bảo hiểm y tế thì vẫn chưa làm mà hoàn thiện. Thế đúng ra là xong xuôi hết là mình đi từ tuần trước rồi. Vâng. Là bây giờ đã có câu trả lời cho căn bệnh cũng như là cái phác đồ điều trị hoặc là vâng, có cái hướng đi mới, có một cái hy vọng mới cho gia đình của anh Lúa. Tuy nhiên thì đấy, cái giấy tờ rất là quan trọng nên là Say ạ, mình cái giấy tờ của em với của Súa đấy là sau này từ bây giờ trở đi phải để ý là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình. Mình không có giấy tờ không nha, đến lúc là kể cả đang cấp cứu rồi nhưng mà giấy tờ không đầy đủ thì không có tiền nữa thì cũng vẫn phải chờ thôi, không có cái chuyện là sẽ được giải quyết đâu đấy, nên là em phải lưu ý cái chỗ đấy với Say với Súa em nữa bản thân đấy. Còn như gì em thì bây giờ giấy tờ nó không trùng với giấy tờ gốc khai sinh thì... nhưng mà như thế vẫn cấp được là thế nào nhỉ? Bởi vì là tại sao? Bởi vì là lãnh đạo địa phương gửi danh sách lên thì lại hỏi tên, thì tên ở đây thì lại bảo tên ở nhà là Lý Thị Mỹ. Ở nhà cứ gọi Mỹ, thế là lên danh sách cứ Lý Thị Mỹ. Trong khi người ta gửi lên thì người ta cũng trả một lần thông qua cho mình xem lại là có đúng hay sai. Đấy. Kiểu như là bây giờ nó phải cho soát lại. Đúng rồi, phải soát lại. Và có cái gọi là tinh cầu dân ý xem là có phải sửa lại gì không, có đúng rồi, soát chưa. Đấy. Đấy, nếu mới hợp lý còn cũng... bây giờ là như thế này thì rất là dở. Đấy. Bây giờ vợ anh Lúa là có hai cái tờ giấy này, một là giấy khai sinh và hai cái này thôi à? Vâng. Rồi là giấy kết hôn đâu? Giấy kết hôn vẫn có mà. Mang em sao nào? Giấy kết hôn ghi là gì? Vẫn là Say. Say. Thế tại sao cái này lại là Mỹ? Cái này chưa là chưa kết hợp về là anh tuổi cho nó là nó trong thẻ, nó trong nó là thẻ. Đó là thầy bảo anh tuổi với mặt trước rồi. Ờ.
rất mừng là ông ấy có giấy đăng ký kết hôn, đâm ra là làm giấy tờ cho con nó dễ. Thế thì lỗi tại ai, cái bảo hiểm này lỗi tại ai? Lỗi cái này là một phần là tại gia đình, lúc một là phần, lúc đây là phần khai báo ấy đấy. Lúc mà trưởng thôn khai báo thì mình vẫn đọc là Lý Thị Mỉ hay là Lý Thị Say? Lúc đi khai báo với lại chính quyền thì lại là Lý Thị Mỉ. Ôi giời, đây là mùng 7 tháng 3 2000, đây là đây mùng 1 tháng 1 đấy, sai nhiều. Ôi thế này thì bây giờ là theo cái này và theo cái khai sinh. Khai sinh cũng là mùng 7 tháng 3 đúng không? Cái này coi như là vứt đi thôi. Bây giờ làm lại nó phải mất 3 tháng. Không, bây giờ là thế này, chỉ có cách duy nhất nhanh nhất đó là anh nhờ trưởng thôn lên cùng anh, cùng vợ anh, cùng trưởng thôn lên trạm y tế xã, hiểu không? Xong là bảo một phát là em xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, cầm theo cái khai sinh với cái này đi, hiểu không? Để cho vợ em đi cấp cứu đó, vợ em bây giờ là rất mệt rồi, anh phải nói thế. Thì bên bảo hiểm y tế xã nó sẽ bắn cái mã này này, cái mã số này này ra ngoài huyện Yên Minh. Ngoài huyện Yên Minh thì là em sẽ lấy cho được, hoặc là mình sẽ trực tiếp ra đấy lấy, thì nó chỉ mất ví dụ hôm nay gửi thì ngày sáng mai mình đi lấy được rồi, hoặc là mình gửi ở đây xong mình đi xin luôn được. Nếu mà trường hợp gấp quá, bây giờ anh phải mang mặt vợ anh đi là yếu mệt thế này rồi, là bây giờ em đang muốn đưa em vợ em đi cấp cứu, đi khám bệnh gấp, thì là anh chị tạo điều kiện cấp lại cho em cái thẻ bảo hiểm y tế như thông tin ở đây thì mới được, hiểu không? Đấy, em rất muốn giúp anh nhưng mà bây giờ giấy tờ bản thân anh và gia đình và mọi người không giúp đỡ để có được cái giấy tờ ấy thì bọn em không giúp được đâu nhá, hiểu không? Cái này thì xem là mai đi, mai anh mượn một cái xe máy đi, em sẽ đi cùng anh một xe đấy, em vào hỗ trợ đấy, em vào hỗ trợ mình mà ăn nói sẽ dễ hơn. Và ăn nói rồi cơ, xin cấp lại mang giấy khai sinh vào đây nè, đi lọc mua lọc của vợ đấy, đấy đấy, của vợ thôi, của anh em không cần đâu, anh khỏe như trâu này, cần gì cái này chuẩn chưa? Cái này được, cái này là vào nhau rồi đấy. Nhưng mà khả năng mình vẫn phải đợi thẻ chứ anh nhỉ? Hả? Đợi thẻ không? Phải đợi thẻ hay là có cái giấy chứng nhận nào không nhỉ? Tức nghĩa là chỉ cần gửi cái mã ra là ra ngoài huyện họ in luôn rồi. In luôn cho mình. Như anh với anh trai của anh, rồi là trường hợp hôm nọ anh đi lấy cho thằng Thề kia cũng thế, em bé Minh Khánh ấy, là in một, chỉ cần xã nó gửi mã ra thôi mà. Là in luôn. Là bảo hiểm y tế huyện là sẽ in cho mình luôn, nhanh thôi. Thường thường là thế thì xem là trong sáng mai là có thể là em sẽ vào hỗ trợ cùng. Đúng nhưng rồi. Mà anh mượn một được một cái xe máy không? Anh sẽ chở vợ đi, con thì sẽ gửi cho bà đi, thế là em sẽ vào hỗ trợ. Nên thì cứ bảo là em là tình nguyện viên đang hỗ trợ gia đình này đi khám bệnh. Vâng, cái này xong thì là trưởng thôn là hộ nói một tí nữa, vợ đang là nguy cấp rồi thì mong anh chị ở bên y tế xã đấy là tạo điều kiện gửi cái mã bảo hiểm ra huyện, xong là mình ra huyện mình xin, là chỉ cần xã gửi là ra huyện là mình chỉ bảo là em ra lấy thẻ bảo hiểm là họ sẽ in cho mình luôn, chờ khoảng 10 phút thôi đấy, đóng thế, mười mấy nghìn thôi. Thế sáng mai có khi là sẽ nhờ anh Tỏa nữa, thế em gọi xem nào nhá. Thế là bảo anh ấy một xe thì em anh ấy là anh chở vợ một xe đi, xong là đi luôn vào, sẽ là sáng mai người ta cơ quan làm việc thì mình sẽ làm việc luôn với họ, chứ còn vợ yếu thế này rồi. Mà giấy tờ mà không làm thì anh rất mất là khó. Cái đoạn là đi cấp lại, bây giờ phải cấp lại thôi, cấp lại thôi chứ sai. Họ hỏi thì bảo là mất rồi nhá, hoặc là rách rồi. Đó, không dùng được. Mình phải nhớ cái mã bảo hiểm, hình như khớp không nhỉ, cái mã bảo hiểm đấy mà cấp lại cấp hết mới à. Như ví dụ như mình bảo hết hạn rồi, thẻ cũ hết hạn rồi. Vâng. Đó, bình thường như thế thì sẽ làm lại nhá.
Nếu mà được ngon hơn đấy thì là cứ cầm cái ảnh đi ra ngoài kia, xin được rồi cầm cái ảnh đi ra đấy đấy, xong dán vào cho anh chị dán vào, xong là ép vào. Nó mất 15.000 thôi, lúc đấy ra đấy gọi em khác đưa tiền cho, trả bao nhiêu đâu. Không, nếu mà khớp rồi chả cần ảnh nữa, cầm giấy khai sinh đi luôn anh. Đúng rồi. Đi luôn, thế là khớp. Thế chắc có khi là chỉ có cách này thôi, không có cách nào khác. Nhớ. Nhớ chưa? Đấy là cách giải quyết duy nhất. Nó cho chí lý papa. Phồn nói lại xem nào. Say bảo cho gì đi. Bảo cho gì mấy lại chú ấy. Em. Ông này cứ bảo nhớ rồi hiểu rồi nhưng mà không biết. Ý đi lại quên hết. Đấy. Ý là mai sẽ cầm cái này. Giấy khai sinh và giấy đăng ký kết hôn này ra. Và là cái thằng đó không ta. Thế các bác hôm nay thì Khâm vào đây là cũng anh Hiệp nữa. Thống nhất lại cái phương án là làm lại giấy tờ thẻ bảo hiểm y tế cho em Mỹ. Em Mỹ thì sai hết thông tin giấy khai sinh mà là thẻ y tế bảo hiểm y tế như thế này thì mặc dù anh em cũng đã tìm cái cách khác nhau rồi nhưng mà rất là khó để mà hoàn thiện được cái giấy tờ cho em Mỹ đi khám. Mà em Mỹ thì các bác có thể thấy là đang rất là yếu đấy các bác. Đấy. Qua cái video ngày hôm nay Khâm chia sẻ thì hy vọng là các cô bác xem được. Khâm vẫn có một lời kêu gọi rằng là nếu có thể thì dù là những cái món quà hỗ trợ nhỏ nhất, Khâm sẽ rất thân hạnh được làm cầu nối đến gia đình. Đấy. Vì các bác thấy là từ cái tình trạng sức khỏe rất là ốm yếu như này này, xong là căn nhà không còn căn nhà để ở, một cái căn lều rất lụp sụp như thế này, cũng rất mong quý cô bác xem động đến trái tim có thể ủng hộ cho anh Lúa. Khâm lại rất hân hạnh được làm cầu nối để tiếp thêm cái niềm tin vào cuộc sống của gia đình anh Lúa. Đấy, video ngày hôm nay thì Khâm sẽ quay ngắn thôi. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn mọi người trong những cái video tiếp theo. Xong mới ra hẹn. Xong rồi. Tìm ở đâu? Anh đi tìm ở cái chuyện.